Các ngọc, Phạm Văn Tiến đã xuất sắc bay người để cản phá cú sút của Các Ngọc. Lần nữa thì Văn Tiến đã xuất sắc. Có thể nói đó là một tình huống xuất sắc của Phạm Văn Tiến. Rất có thể là một cú sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Phạm Văn Tiến. Cú sút rất nguy hiểm. Tiến thì em mới ham thể thao ngay lúc từ nhỏ là em vừa học nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chơi thể thao. Thật tình là Tiến cũng niềm đam mê thể thao rất là mãnh liệt. Bản thân của em hiền lành, sống chất phác, thể thao cần có những con người như vậy. Với em thì anh hai là một anh tuyệt vời, rất là hoàn hảo. Và anh hai là một người biết lo cho gia đình, luôn nghĩ về gia đình ở mọi lúc mọi nơi. Mưa vừa rồi em về em nghỉ phép được mấy ngày, em về thì trúng trời mưa to thì nước mới vô nhà nhiều, cho nên là em mới nguyện vọng của em nằm với nó là ước gì mà con có tiền mua xe cho bố mẹ cái nhỏ để cho khỏi mưa khỏi gió. Con tập ở đó có nóng không? Có. Chắc là phát hỏa hả? Rồi, cố gắng nha con nè. Cho tới bây giờ là cô rất tự hồ về con. Rất tự hồ và lúc nào nằm cũng nhớ tới con. Cái đầu tiên đó, cô nhắn cho em đó, cố gắng và cố gắng hơn nữa trong tập luyện cũng như tất cả các em. Đối với người cha thì tôi mong muốn Văn Tiến thường xuyên liên tục rèn luyện được cái tính chăm chỉ chịu khó, chỉ mong sau là cháu thành đạt là gia đình cũng đã mừng được. Sắp tới thì Văn Tiến là có những giải đấu, có những cái là thử thách là trước mắt đối với Văn Tiến mà cũng như là thử thách đối với anh em ở Hoàng Anh Gia Lai và cũng thử thách với gia đình. Thì mong muốn em Tiến là chịu khó trong sân tập đổ nhiều mồ hôi thì ra ngoài thì mới thành công được. Tôi chỉ mong muốn là tập trung và nhanh nhẹn, ý chí đồng thời quyết tâm để đạt được cái kết quả ngành thể thao và cũng như là khán giả mong muốn. Gia đình mình là cũng khổ nhiều rồi, mẹ gì cũng mong muốn con là coi như trước tiên là lo cho sức khỏe, thứ hai nữa là nghĩa là thầy vô nhiệm vụ đâu là con phải hoàn thành tới đó. Còn cố gắng nhiều hơn nữa, chứ còn bây giờ cũng chỉ mới có bước mũi ban đầu thôi. Con phải tập trung vô, cố gắng để cho ba mẹ được vui. Cái tuổi 17, 18 không ai bản lĩnh đầu tiên, thương mẫu, đảm bảo. Nếu được chọn đi thì anh hai hãy tập trung cố gắng và chụp thật hay, có những pha phá xuất sắc. Anh hai cố lên!